Angelina Jolie có động thái lạ khi bị nói phân biệt đối xử giữa con ruột và con nuôi. Là một nữ minh tinh hàng đầu của làng giải trí Hollywood, Angelina Jolie ghi điểm không chỉ bởi nhan sắc mà còn vì cách nuôi dạy con. Cô luôn đối xử công bằng với con ruột và con nuôi, thường xuyên đưa đi mua sắm và dự thảm đỏ, đập tan những lời đồn lợi dụng con để nổi tiếng. Angelina Jolie có nhiều con, những đứa con nuôi của cô đến từ nhiều vùng khác nhau. Có người đến từ châu Phi, có người đến từ châu Á. Mặc dù hết lòng chăm sóc con cái và đối xử công bằng với chúng, nhưng nhiều người theo chủ nghĩa cực đoan luôn cho rằng Angelina Jolie vẫn có sự đối xử bất công với những đứa con của mình và lợi dụng vấn đề nhân đạo để đánh bóng tên tuổi. Mặc kệ những lời vu khống đặt điều thiếu căn cứ, những hành động của nữ diễn viên đã đập tan những tin đồn xấu xí về cô. Gần đây, những hình ảnh Angelina Jolie đưa con gái đi mua sắm vừa qua nhanh chóng thu hút được sự chú ý của người hâm mộ. Nữ minh tinh diện outfit vàng cực sang chảnh, gương mặt không được trang điểm cầu kỳ vẫn toát lên sự quý phái thu hút. Ngay cả trong khoảnh khắc chụp vội, vợ cũ Brad Pitt cũng đầy khí chất minh tinh. Bên cạnh sự xuất hiện của Angelina Jolie, dân tình còn chú ý đến Silo Solipic và Zahara Solipic. Cả hai cùng người mẹ nổi tiếng đi mua sắm nhưng lên đồ rất giản dị. Silo diện áo thun phối cùng quần jean, trong khi đó Zahara lại chọn chiếc váy nhẹ nhàng. Angelina Jolie tuy là một ngôi sao đình đám Hollywood nhưng mỗi lần bước xuống phố đều giữ một hình ảnh đơn giản. Mặt mộc của cô khi được camera bắt trọn đều nhận về nhiều lời khen. Nữ diễn viên tiên hắc ám gắn kết tình cảm với các con bằng việc đi dạo phố cùng nhau. Đối với con gái nuôi Zahara, Angelina từ lâu đã dành nhiều sự quan tâm ưu ái. Kể từ khi ái nữ còn nhỏ, cô đã thường xuyên đưa con đi chơi, bao giờ cũng có hành động thân thiết nắm tay nhau. Angelina Jolie thường xuyên là cái tên hot ở các sự kiện giải trí, do đó mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ cô đều dắt theo các con. Con gái Silo thường gây bão với diện mạo xinh đẹp, nhan sắc được ví như bản sao của mẹ thời trẻ. Váy áo cô bé mặc tôn lên khí chất như một minh tinh thực thụ. Zahara cũng không thiệt thòi so với chị gái, tuy là con nuôi nhưng cô bé vẫn được Angelina Jolie chăm chút tỉ mỉ. Mỗi lần sải bước trên thảm đỏ, Zahara cũng được khoác lên mình váy áo lộng lẫy. Một khoảng thời gian trước, Angelina Jolie đã chia sẻ về chủ nghĩa phân biệt chủng tộc với tư cách là mẹ của những đứa con đa sắc tộc. Minh tinh lo sợ con gái Zahara sẽ phải chịu cảnh kỳ thị vì màu da. Ngoài ba con ruột, ngôi sao Angelina Jolie còn có ba người con nuôi, Zahara, Ethiopia, Bác Thiên, Việt Nam và Maddox, Campuchia. Trong đó, người con gái gốc Phi khiến minh tinh lo lắng hơn cả, nhất là trong bối cảnh xung đột giữa người da màu với cảnh sát hay rộng hơn là giới cầm quyền Mỹ ngày một căng thẳng. Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn, Angelina Jolie bày tỏ nỗi lo lắng khi nghĩ đến một lúc nào đó, cả hệ thống sẽ ngược đãi cô bé. Có hơn 70 triệu người khắp thế giới phải bỏ quê hương vì chiến tranh và đàn áp, và có sự phân biệt chủng tộc, phân biệt đối xử ở Mỹ. Vợ cũ Brad Pitt nêu rõ thực tế. Nữ diễn viên sinh năm 1975 bày tỏ nỗi lo lắng trước thực trạng người da màu không thực sự được bảo vệ ở Mỹ. Một hệ thống bảo vệ tôi nhưng không thể bảo vệ con gái tôi hoặc bất kỳ người đàn ông, phụ nữ hay đứa trẻ nào ở nước ta dựa trên màu da. Đó là điều không thể chịu đựng được. Nữ minh tinh phim nữ điệp viên cho biết mọi người gần đẩy vấn đề đấu tranh chống phân biệt chủng tộc lên tầm cao mới thay vì chỉ dừng ở việc biểu tình bởi sự đồng cảm và thiện chí. Nữ diễn viên kêu gọi đám đông có những hành động hiệu quả hơn để tác động đến những bộ luật và chính sách liên quan đến vấn đề phân biệt chủng tộc. Nói về những gì đang diễn ra ở nước Mỹ, Angelina bày tỏ, cách mà mọi người đang trỗi dậy cho chúng ta thấy rằng họ đã thực sự mệt mỏi trước những lời bao biện và những thỏa hiệp. Họ cho mọi người thấy sự đoàn kết khi phải đối mặt với những phản ứng không thỏa đáng từ những người cầm quyền. Tất cả tạo ra cảm giác như cả thế giới đang thức tỉnh. Bà mẹ của những đứa con đa sắc tộc tiếp lời, đã đến lúc các bộ luật và thiết chế xã hội của chúng ta cần thay đổi. Hãy lắng nghe tiếng nói của những người bị tác động nhiều nhất và cả những người thấp cổ bé họng. Những chia sẻ nghiêm túc của Angelina Jolie với vấn đề phân biệt chủng tộc cho thấy nữ diễn viên thực sự quan tâm trăn trở về sự an toàn của ba người con nuôi da màu, nhất là Zahara. Chúng đang sống trong một xã hội vẫn tồn tại sự phân biệt chủng tộc đáng báo động. Angelina Jolie là minh chứng cho hình ảnh một phụ nữ tài giỏi có đủ phẩm chất là mẹ. Sự yêu thương cô san sẻ cho con ruột và con nuôi không bao giờ chênh lệch đã được cô thể hiện bằng nhiều hành động trong suốt những năm qua.